Ok, what's up, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Hai Năm Ba Nào. Mình là Lucky và hôm nay lý do Lucky muốn làm cái clip này để giới thiệu đến tất cả mọi người những cái áo thun mới nhất của Hai Năm Ba Nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem từng cái nào. Ok, và bây giờ này chúng ta sẽ xem từng cái luôn nha. Ok. Con này size L nha. H&M. For basic. Fila. Evisu. Mày xe L nhé. Shit. Very good. Nice. Nice. Con này hai mặt luôn nha mọi người. Nó còn một mặt phía trong này nữa. Nó vẫn còn một mặt phía trong nữa. Ok. Ok. Có hai cái estimate tích quay ở đây. Cái này cũng khá là vấn đề. Phần này là zip, nó có khá là nhiều túi. Và áo sơ mi thì vẫn là form basic và túi hộp. Cái style này cũng khá là mới. Cái que sơ mi H&M. Con này size L nha mọi người. Mọi người lại. Ok, cái que. Nice. Là zip. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của Lucky này. Ok, và mình sẽ tham quan một xíu. Đây là những cái mẫu bomber. Còn hai con kia là mình chân, mình không có bán. Hai cái con đó mình chỉ mua để chân thôi. Ok. Hey, cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của Lucky này. Giờ chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.